Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là về dòng sản phẩm đó là bộ test lực nọc 3 TrueCheck có ren đo là ren test là từ 10 đến 350 newton. Hàng này thì hàng nọc 3 thì Ino là đại diện tại Việt Nam, và với thiết bị này thì các bạn có thể dùng các cờ lê lực của nọc như là nọc 3 này, các bạn sẽ bỏ vô đây và giảm xuống xét một cái lực vừa phải ở nó ở trên đây. Và sau đó khi mà kiểm tra lực xét như thế này và mình sẽ cấp nguồn cho cái thiết bị này và cho cái dụng cụ cờ ly lực vào vị trí này. Và sau khi đó mình sẽ dặn xuống một lực đó, thì nếu mà đúng đến một cái lực xiết của nó thì nó sẽ ngừng và hiển thị cái lực ở trên thiết bị. Là mình xem thử coi cái cờ ly lực của hiện tại mình đang sử dụng có đúng cái lực nó còn đúng hay không. Nếu mà không đúng thì các bạn có thể đi hiệu trưởng để cho nó chính xác hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu mà các bạn có nhu cầu về cái dòng cờ ly lực của nọc 3 hoặc là bộ TrueCheck này để test xem cái cờ ly lực hiện tại ở nhà máy có còn chính hoạt động chính xác hay không, thì hãy liên hệ Ino để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất nhé. Xin cảm ơn.